Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tuổi Sửu tháng 5 âm lịch, tháng thiên hình, vận trình nhiều nguy hiểm. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Sửu khi bước sang tháng thứ 5 của năm 2024 Giáp Thìn được dự báo vận trình gặp rất nhiều sự cản trở đến từ hung tinh thiên hình. Cho nên những người tuổi Sửu trong tháng này gặp khá nhiều nguy hiểm liên quan đến sức khỏe và công việc, lại thêm ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh, cho nên tiền vào bao nhiêu lại hết bấy nhiêu. Nếu bản mệnh cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống hoặc gặp phải những chuyện không đâu cũng là điều rất dễ hiểu, bởi vì hạn đã đến, không ai có thể cản nổi. Điều quan trọng là bạn có dám đối diện hay không mà thôi. Bản thân vẫn còn yên ổn, đó là điều đáng mừng nhất rồi. Tuổi Sửu cần phải giữ thái độ khoan dung, tôn trọng ý kiến của người khác và tránh những tranh chấp không đáng có với người khác. Nóng giận là hỏng việc ngày tức khắc. Bằng cách tử tế với người khác, bạn có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ hơn, khiến cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ hơn và tránh được nhiều tai họa ập đến. Vậy thì tử vi chi tiết của những người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video sẽ đây nhé. Tổng quan về tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 6 dương lịch cho đến ngày mùng 6 tháng 7 dương lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng canh ngọ với thiên can canh ngũ hành thuộc kim và địa chi ngọ ngũ hành thuộc hỏa. Ngũ hành của tháng canh ngọ là lộ bằng thổ. Tháng 5 âm lịch có 13 ngày rơi vào tiết mang trùng và 17 ngày rơi vào tiết hạ chí. Theo góc độ ngũ hành thì tháng 5 âm lịch là tháng ngọ, phương vị chính nam, thuộc quẻ ly trong hậu thiên bát quái đồ. Quẻ ly thuộc hành hỏa, chi ngọ thuộc dương hỏa, đây là phương vị hỏa khí cực thịnh. Hỏa khí trường sinh tại dần, đế vượng tại ngọ và nhập kho tại tuất. Đối với những người hợp mệnh hỏa thì sức khỏe ổn định, tâm lý vui vẻ, nhiệt huyết, thăng tiến trong công việc và sự nghiệp, phát đạt kinh doanh. Còn với những người kỵ hành hỏa thì sức khỏe suy nhược, tâm lý căng thẳng, hành động vội vã, hấp tấp, thiếu cẩn thận, nặng thì hao tốn tiền bạc, bệnh tật, triền miên. Còn theo như kinh dịch thì tháng 5 âm lịch ứng với quẻ thiên phong cấu. Quẻ cấu gồm 5 hào dương ở trên, 1 hào âm ở dưới. Trên tượng trưng là trời, dưới là gió, là một quẻ cát. 5 hào dương tượng trưng cho lẽ phải, cho trí thức, cho đạo lý. Còn 1 hào âm ở dưới tượng trưng cho tầng lớp thấp, ngụ ý là đạo lớn, được ban bố khắp muôn nơi, dân chúng vui vẻ, noi theo. Về tiết mang trùng, dịch theo triết Hán tự thì mang có nghĩa là voi nhụy của hoa, của các giống lúa mì, lúa mạch, ngũ cốc, ngô. Còn trùng là để chỉ các loại thóc, ngô, ngũ cốc có thể dùng để làm hạt giống. Như vậy, nói một cách dễ hiểu thì tiết mang trùng chính là thời điểm hạt ngũ cốc đã được thụ phấn, chắc mẩy, cứng cáp, trưởng thành và sẵn sàng để làm hạt giống cho mùa vụ sau. Nói một cách ngắn gọn hơn thì tiết mang trùng là thời điểm để ngũ cốc trổ bông. Đặc điểm đặc trưng của tiết mang trùng đó là ngày dài hơn đêm, cả nhiệt độ và ánh sáng đều tăng cao. Khi mặt trời tiến đến vị trí xích 75 độ, bắc bán cầu sẽ hoàn toàn ngả về phía mặt trời, khiến cho các quốc gia thuộc bán cầu này nhận được nhiệt lượng và ánh sáng lớn, gây ra hiện tượng ngày dài đêm ngắn. Hiện tượng này được người xưa quan sát thấy và đúc kết thành một câu tục ngữ như sau: đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Và ngay từ thời xa xưa, những người nông dân thường xác định thời điểm tiết mang trùng diễn ra bằng cách quan sát sự xuất hiện của chòm sao Turua trên bầu trời. Khi nhìn lên bầu trời vào ban đêm, bạn sẽ thấy một chòm sao kỳ lạ xuất hiện sáng rực, đó là chòm sao Turua. Thời xưa, người nông dân sẽ dựa vào chòm sao này để đoán được thời điểm cho mùa thu hoạch ngũ cốc lúa ngô. Nó còn được gọi là chòm sao thất nữ. Thời điểm chòm sao thất nữ xuất hiện thường rơi vào tháng 3 âm lịch, tức là trước tiết mang trùng khoảng 2 đến 3 tháng. Thế nhưng ánh sáng rất yếu, mờ nhạt, khó quan sát. Chỉ đến khi vào tiết mang trùng thì chòm sao đó mới sáng rực rỡ. Chòm sao này còn gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động và xuất hiện trong các tác phẩm văn học, tục ngữ, dân gian. Chẳng hạn như tua rua thì mặc tua rua, mạ già, ruộng ngấu không thua bạn điền. Câu thơ ở trên với ngụ ý rằng sau Tết Nguyên đán thì một số người nông dân không kịp làm đất cho trồng mùa vụ so với các nông dân khác. Thế nhưng sự xuất hiện của tua rua sẽ là dấu hiệu cho thấy nếu họ làm đất tốt, chăm sóc mùa vụ chu đáo thì vẫn có thành quả thu hoạch lớn, chẳng thua kém những người bận điền khác.
Thời điểm này cũng xuất hiện những cơn áp thấp nhiệt đới khiến mưa gió liên miên, bão lũ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động sinh hoạt thì con người cũng có những phương án đối phó kịp thời với nguy cơ thiên tai. Việc thu hoạch lương thực lúa ngô được đôn thúc ngày đêm để kịp thời tránh khỏi những cơn bão lũ đổ bộ làm hư hại mùa màng, ảnh hưởng tới sản lượng thu hoạch. Còn về tiết hạ chí, tiết hạ chí là tiết thứ 10 trong số 24 tiết khí của năm, nó được diễn ra sau tiết mang trùng. Đây là tiết khí đặc trưng nhất của mùa hè, đánh dấu sự bắt đầu của khí hậu nóng nực khắc nghiệt nhất trong cả năm. Theo phong thủy thì tiết hạ chí thường bắt đầu vào khoảng đầu hoặc giữa tháng 5 âm lịch. Ứng với quẻ dịch chính là quẻ cấu, thiền phòng cấu. Quẻ này âm khí mới sinh kết hợp với hỏa khí, đường vượng nên có nhiều sự biến đổi, thay đổi trạng thái khác nhau, tâm lý khó ổn định, rất dễ cáu giận, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Chữ chí trong hạ chí có nghĩa là đạt đến điểm cùng cực. Vào ngày hạ chí thì mặt trời sẽ nằm ở điểm cao nhất về hướng bắc trên bầu trời vào giữa trưa, rồi từ từ quay trở lại phía nam. Trong cuốn Hiếu Kinh Tiêm nói rằng hạ chí âm khí bắt đầu chuyển động. Từ hiện tượng âm dương ngũ hành mà xét thì quá trình tuần hoàn thời gian nửa năm từ đông chí đến hạ chí, dương khí thăng lên, âm khí giảm xuống. Từ hạ chí đến đông chí thì dương khí giảm xuống, âm khí lại thăng lên. Hạ chí là trung khí của tháng 5 hoàng lịch. Quẻ của tháng 5 là quẻ cấu. Quẻ này gồm 5 hào dương và 1 hào âm. Một hào âm bắt nguồn từ dưới, biểu tượng cho hiện tượng hạ chí nhất âm sinh. Khoảng thời gian xuất hiện tiết khí này cũng là lúc trời vào giữa hạ, đồng nghĩa với đó là kiểu thời tiết nắng nóng lên tới đỉnh điểm do lượng bức xạ của mặt trời rất cao. Hiện tượng ngày dài, đêm ngắn cũng dễ dàng được lý giải. Thời tiết nóng, ẩm, nắng to, mưa nhiều, cây cối nông nghiệp sinh trưởng tràn đầy là lúc nhà nông bận rộn quản lý đồng ruộng. Đây là thời điểm cần bón phân, bổ sung nước, chất dinh dưỡng cho cây trồng. Bởi vậy mà người xưa mới có câu nói, mùa hè không cuốc, mùa đông đói bụng. Khoảng thời gian này thường có mưa rào, mưa nhanh tới nhanh đi, phạm vi rất rộng, lượng mưa rất lớn, kèm theo gió to, sấm chớp. Vì vậy, cần phải đề phòng hỏa hoạn hoặc có người bị thương do sét đánh, cây cối gãy đổ. Tình trạng lụt bão, thiên tai, mực nước trên các con sông tăng lên đột biến. Do mưa nhiều nên tốc độ sinh sôi nảy nở của dịch bệnh vi khuẩn cũng rất nhanh, cần phải tận lực giữ gìn vệ sinh, không ăn những thức ăn nguội sống, phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm. Những ngày nắng nóng thì các bệnh như cảm mạo, sổ mũi, nhức đầu cũng cần phải chú ý, không phơi nắng nhiều kẻo dẫn tới tình trạng mất nước hoặc là say nắng. Tử vi tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch. Những người tuổi Sửu khi bước sang tháng thứ 5 của năm 2024 Giáp Thìn được dự báo vận trình gặp rất nhiều sự cản trở đến từ hung tinh thiên hình. Cho nên những người tuổi Sửu trong tháng này gặp khá nhiều nguy hiểm liên quan đến sức khỏe và công việc, lại thêm ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh, cho nên tiền vào bao nhiêu lại hết bấy nhiêu. Nếu bạn mệnh cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống hoặc gặp phải những chuyện không đâu cũng là điều rất dễ hiểu, bởi vì hạn đã đến, không ai có thể cản nổi. Điều quan trọng là bạn có dám đối diện hay không mà thôi. Bản thân vẫn còn yên ổn, đó là điều đáng mừng nhất rồi. Tuổi Sửu cần phải giữ thái độ khoan dung, tôn trọng ý kiến của người khác và tránh những tranh chấp không đáng có với người khác. Nóng giận là hỏng việc ngày tư khác. Bằng cách tử tế với người khác, bạn có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ hơn, khiến cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ hơn và tránh được nhiều tai họa ập đến. Chi tiết về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch thiên hình hung tinh nhắc nhở những người tuổi Sửu cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh, thậm chí sẽ phải nghe những lời vu khống vô căn cứ, nhưng bạn vẫn phải nhẫn nhịn để cho công việc được tốt đẹp và tránh những ánh nhìn của những người xung quanh. Những người tuổi Sửu mới dấn thân vào công việc buôn bán bất động sản thì cần phải chú ý nội dung chi tiết của hợp đồng ký với khách hàng, coi chừng bị lừa hoặc bị lật kèo vào những phút cuối cùng. Vào khoảng thời gian giữa tháng e rằng sẽ có chuyện bất ngờ khiến công việc của bạn bị thay đổi. Việc bị đổ oan hoặc bị chèn ép khi đi làm là điều rất khó tránh khỏi. Vì vậy cần phải có những biện pháp để phòng tránh ngay từ bây giờ, hạn chế ngồi lề buôn chuyện càng nhiều càng tốt. Không ai phủ nhận người tuổi Sửu là những người rất thông minh, chăm chỉ. Thế nhưng vì ý chí quá kiên cường, đôi khi có phần cao ngạo, ăn nói, lấn át người khác, cho nên rất dễ rơi vào cảnh những cuộc đấu tranh không đoán định trước được số phận, đặc biệt là với những người trẻ. Hãy cẩn thận trong cách ăn nói của mình. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch,
Những người tuổi Sửu tiền bạc vào rồi lại ra nhanh như chớp, thêm ảnh hưởng xấu của tiểu hoa hung tinh, cho nên những người tuổi Sửu không thể tích được nhiều tiền bạc trong tháng này. Thời điểm này, thời tiết sẽ khiến bạn cảm thấy đỡ mệt hơn. Thế nhưng khi đi xa nhiều thì cần phải cẩn trọng nhiều hơn trong vấn đề di chuyển, coi chừng hỏng hóc xe cộ, mất tiền oan vì sửa xe ở những nơi không uy tín, bị công an giao thông phạt lỗi hoặc bị mất ví tiền. Tháng này chi tiêu nhiều hơn và cũng có những khoản chi tiêu ngoài dự tính. Không nên đầu tư ở quy mô lớn, rất dễ bị mắc kẹt vốn hoặc là khó tìm lối thoát cho bản thân, dẫn đến bí bách phải vay mượn người thân trong gia đình. Những người muốn mua đất mua nhà thì khoan vội sử dụng trong tháng này, hãy chờ đến thời điểm khác, bởi vì tháng này khi bạn mua rất dễ gặp phải cảnh hớ giá, gặp khó khăn trong việc làm sổ đỏ, giấy tờ mua bán, khiến bản thân phải bỏ ra số tiền lớn để giải quyết cho xong việc. Những người tuổi Sửu làm trong ngành vận chuyển hoặc buôn bán hàng hóa số lượng nhỏ cũng cần phải cẩn thận, kẻo tiền bạc đánh rơi trên đường hoặc làm mất hàng hóa, giấy tờ hóa đơn có giá trị lớn. Chi tiết về phương diện tình duyên, tình cảm, gia đạo của những người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch. Những người tuổi Sửu cần phải quan tâm chuyện tình cảm của mình nhiều hơn trong tháng này. Tuổi Sửu cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với những người lạ, không nên quá nóng vội tiến tới những việc hẹn hò, hứa hẹn chuyện này chuyện kia với nhau. Đầu tháng nếu có kế hoạch trang trí, sửa chữa lớn thì nên cẩn trọng, coi chừng vợ chồng lại gặp phải cảnh cãi cọ nhau to tiếng, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, hàng xóm láng giềng nghe được lại điều xấu. Chú ý khi xã giao, giao lưu thì không nên quá chén, uống say, tránh những xung đột đấu khẩu với người khác, kẻo dính dáng đến những chuyện pháp luật, rắc rối, tốn thời gian cũng như tiền bạc. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch, con giáp này cần phải duy trì thói quen sinh hoạt, tập thể dục thường xuyên, phù hợp, ăn uống cân bằng, giữ tâm trạng vui vẻ, tránh xa những chuyện lo lắng căng thẳng. Có thời gian rảnh thì nên cho bản thân mình nghỉ ngơi đàng hoàng, không nên ham công tiếc việc. Cũng cần phải khám sức khỏe định kỳ là điều rất cần thiết với những người tuổi Sửu trong tháng 5 này để phát hiện kịp thời các vấn đề về sức khỏe và duy trì một sức khỏe thật tốt. Nếu thấy trong người không được khỏe, có vấn đề thì cần phải cẩn thận đi khám càng sớm càng tốt, kẻo bệnh tình càng ngày càng nặng thêm, lại tốn công chạy chữa, tốn thêm tiền, lại lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Các bạn đã được lắng nghe video Tử vi tuổi Sửu trong tháng 5 âm lịch, tháng thiên hình, vận trình nhiều nguy hiểm. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại!